Xin chào tất cả anh em đánh chim đêm. Thì hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em, đây là cái file tiếng chích ré, hay còn gọi là quốc biển. Cái bản tiếng này là bản tiếng mới nhất để đánh dụ chim tháng 3 2021 nha anh em. Tiếng này có thể đánh qua tháng 8. Thì cái bản này là Thuận chèn nhạc vô. Nếu anh em nào cần cái bản này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để Thuận bán tiếng này với lại chia sẻ thêm kinh nghiệm cho anh em. Thì ngoài ra bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim đêm di cư, anh em liên hệ để được biết thêm chi tiết nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Hãy like.